Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Trần Nguyên Qua Cảnh. Trong clip này mình xin chia sẻ với tất cả các bạn về vấn đề mà sử dụng thuốc kích rễ với lại phân bón, sự khác nhau giữa hai loại đó và khác nhau về cách dùng nha các bạn. Đây là những cây mai mà mình lặt lá mùng 5 tháng 5 rồi các bạn. Thì đối với những cây mai mà lặt lá thì sau khi lạc xong thì bắt buộc mình phải sử dụng một đợt kích rễ. Thật ra kích rễ, khi các bạn kích rễ thì nó cũng là kích tược luôn nha các bạn. Tại vì khi mà rễ non nó ra thì cái tược nó cũng sẽ ra theo, cái mầm lá nó sẽ ra theo. Nên mình hiểu là kích rễ là nó là cũng là kích tược nha các bạn. Cái khác nhau mà cơ bản nhất, rõ ràng nhất là thuốc kích rễ nó sẽ thấm nhanh hơn so với lại phân bón nha các bạn. Rễ nó hút cũng nhanh hơn. Và nếu mà mình xịt vào, rễ nó hút nhanh hơn so với phân bón, nó tác dụng thẩm thấu qua đường rễ nó nhanh hơn nha các bạn. Có những cây mà cây nào lá như clip trước mình nói, thì cây nào lá nó già thì mình mới lặt. Còn mấy cây mà lá nó còn non quá thì không có lặt lá dưới năm nha các bạn. Đây mình lặt lá này khoảng hai mấy tháng tư mình lặt nè, bây giờ tới mùng 5 tháng 5 đó thì nó ra lá mới nè các bạn. Lá của mình bị sâu do mình không có phun thuốc rồi thường xuyên nên lá nó ra rất là đẹp nè các bạn. Do mình dùng cái khi mình lặt xong á, thì có như clip trước mình nói rồi, khi mình lặt xong á thì các bạn phun liền N3M Atonit hoặc là rút hai thì nó sẽ không có ra nó không có ra bông đâu nha các bạn, nó sẽ ra tược. Tại vì giai đoạn này mình đang cần lá với tược chứ chưa cần lên nụ bông đâu, nên phải phun liền nha các bạn. Có nhiều bạn lặt lá xong không chịu phun á thì một số mầm nó sẽ bị phân hóa thành mầm bông luôn và nó sẽ nở sớm. Do đó nếu mà lặt lá dưới năm là phải phun liền cái đó hoặc là tưới vô gốc liền một lần. Đây là các bạn, nếu mà các bạn trồng mai thì các loại thuốc kích rễ như thế này là nó rất là quen thuộc để dưỡng cây mai nha các bạn. Với lại nếu các bạn đã quen xài những loại này thì mình sử dụng luôn nha các bạn, đừng đổi các loại khác. Tại vì thứ nhất là các loại thuốc này như N3M nè, Atonit nè, B1 hoặc là Root 2 nè các bạn đó. Thì rất nhiều nhà vườn ta đã sử dụng những cái loại thuốc kích rễ này rồi để các bạn sử dụng theo luôn, tại vì hiệu quả nó đã được chứng minh rồi. Thị trường nó ra rất nhiều loại thuốc mới, các bạn quen cái nào sử dụng cái đó, thay đổi cái loại khác nó cũng không có lợi nhiều hơn nha các bạn. Nên sử dụng cái nào quen thì sử dụng luôn cũng được. Thì N3M là nó các loại thuốc kích rễ này nè, hiệu quả của nó nhanh hơn. Khi các bạn tưới vào gốc thì nó sẽ hút lên rất là nhanh, hoặc là phun qua lá nó sẽ thấm vào nhanh. Và tác dụng của nó là để kích thích cho cây ra rễ chứ ra tược. Trong các loại thuốc kích rễ nó có bổ sung thì thông thường nó cũng có bổ sung thêm te, các bạn đọc kỹ cái thành phần của nó. Nó cũng có NPK nè. Và một số cái tê trung vi lượng nè các bạn, kim loại nè. Như N3M cũng vậy. Nó cũng có đạm đơn kali và một số cái tê trong đây. Trong tháng 5 này thì như ở vườn nhà mình thôi, mình chia sẻ cách làm vườn nhà mình thì mình vẫn còn
phun một đợt kích rễ nữa, phun một lần nữa thôi, phun và tưới vào gốc một đợt nữa để cho nó những cái mầm, tất cả những cái mầm này nè nó ra mầm lá, chưa qua thời điểm để kích thích nó lên nụ đâu nha các bạn, nên mình vẫn để cho nó ra lá. Trong mùa mưa này mình lưu ý các bạn nhiều chi tiết nhỏ là mấy cái chậu nào mà các bạn để xuống hấp rồi các bạn, sắp tới mùa mưa bão gió lớn nó quật ngã bể chậu nha các bạn. Vậy là thứ hai nữa là thông cái lỗ thoát nước nè, các bạn phải kiểm tra lại coi nó có thoát nước hay không. Thì khi mình kiểm tra thì các bạn lấy nước ra các bạn tưới mà thấy nó chảy ra là được, chứ không phải đợi tới trời mưa mới kiểm tra nha các bạn. Tới trời mưa mà lỡ mà nó bị bít mưa xuống là nó úng, nó ngập nước chừng khoảng chừng nước mà không thoát trong vòng một ngày á, là cái cây nó sẽ suy lên nha các bạn. Nên lỡ mà quên kiểm tra thì lỡ mà có mưa lớn xuống á, thì các bạn ra cái chậu mai coi liền coi nước có thoát ra hay không, chứ đừng có để nó úng lâu quá nha. Như các bạn thấy rau giá hay cái gì các bạn để mà úng trong nước, các loại rau các bạn để ngập trong nước để quá 6 tiếng đồng hồ là bắt đầu nó nhũng ra rồi. Thì cái rễ cây thì các bạn tưởng tượng vậy, nếu lỗ thoát nước nó bị bịt lại thì nó cũng bị nhũng ra, cái rễ non hư hết. Đây còn đây là phân nè các bạn, thì phân nó khác với lại thuốc kích rễ ở chỗ này. Thứ nhất là cái độ thẩm thấu của nó, thì thuốc kích rễ thì thẩm thấu nhanh hơn. Thứ hai là về giá thành nha các bạn, thì phân nó rất là nó rẻ tiền hơn so với lại thuốc kích rễ. Phân thì nó bón vào gốc để cho cây nó hút lên từ từ. Thì đối với trồng mai thì trong giai đoạn này thì sử dụng Better nè các bạn, Better 16, 12, 8, 11 lưu huỳnh. Có te trong đây. Cái loại phân này tan khá nhanh nha các bạn, nên một tháng các bạn sử dụng một lần thôi cũng được, trong tháng 5 này còn sử dụng được và rải ít ít thôi. Rải rỉ rỉ đây nè, ít ít thôi nha các bạn. Còn đây là phân hữu cơ, phân hữu cơ duyên. Phân hữu cơ thì cái hàm lượng NPK nó thấp hơn so với phân vô cơ, nhưng mà nó có cái chất xơ, các vi sinh vật nó làm cho đất nó có độ mùn, có độ phì nhiêu. Sử dụng phân vô cơ riết thì đất sau này nó sẽ bị bạc màu á. Còn ngược lại sử dụng phân hữu cơ thì nó sẽ đất nó sẽ có độ màu mỡ hơn. Tuy nhiên mình sử dụng hai loại này cũng phải đúng cái liều lượng nha các bạn. Còn phân hữu cơ mà bón, các bạn bón phân hữu cơ nhiều quá, cây nó hút lên không nổi á, thì nó tồn động riết thì rễ cây nó cũng có thể bị ngộ độc phân hữu cơ luôn á. Chứ không phải là hữu cơ là nó an toàn tuyệt đối nha các bạn. Sử dụng cái liều đúng thôi. Như cái chậu này thì một nắm tay thôi, một tháng một lần cũng được các bạn. Trong cái loại phân thì nó lại có một cái vấn đề là phân bón lá nữa các bạn. Phân bón lá là mình bón qua lá. Bón qua lá. Hoặc tưới vào gốc. Nhưng mà lưu ý các bạn là khi tưới vào gốc thì các bạn tưới cái liều hết sức lỏng nha các bạn. Tại vì phân bón lá so với lại cái phân viên nè, thì phân bón lá này nó tan rất là nhanh, nó thẩm thấu rất là nhanh. Đó, nên các bạn tưới cái liều lỏng thôi. Ví dụ như đối với 2 lít nước mà các bạn muốn dùng phân bón lá để tưới vào chậu á, thì các bạn 2 lít nước thì các bạn lấy cái muỗng cà phê, mà cà phê đen đá đi, uống cà phê đen á các bạn, cà phê đen thì mình lấy không tới 1/2 muỗng cà phê đó nha các bạn, nó gần bằng 1/2 đó thôi, cho một lần tưới thôi, một tháng một lần. Riêng cái là đầu trâu 501 nè các bạn, đây là một loại kết hợp giữa phân và kích rễ nè các bạn. Tại vì sao? Các bạn coi trong thành phần của nó có GA3 với NaA, đây là hai chất kích rễ nha các bạn, kích rễ hay kích tược luôn á. Khi các bạn phun cái này lên lá thì hai cái chất này nè nó sẽ thấm vào lá và nó kích thích cái cây nó phóng ra tược.
đồng thời nó bổ sung luôn đạm, lân, kali, là nó vừa cung cấp đa lượng đạm, lân, kali, trung lượng và vi lượng trong đây, và nó bổ sung luôn cả cái chất kịch rễ trong đây nữa nè. Nên các bạn, đây là loại tổng hợp giữa hai loại phân và thuốc kịch rễ luôn. Khi các bạn tưới vào gốc cũng vậy, nó vừa kích ra rễ mà vừa cung cấp đủ phân luôn. Nếu các bạn dùng cái liều này thì như cái nãy mình nói các bạn, không tới 1/2 muỗng cà phê cho 2 lít nước. Rồi, trong clip này mình chia sẻ về vấn đề sự khác nhau giữa thuốc kích rễ và phân bón thông thường. Nó khác nhau về cái sự thấm thấu nha các bạn, và khác nhau về mục đích sử dụng nữa. Các loại thuốc kích rễ thì đa số được sử dụng để phục hồi mai sau Tết, hoặc là khi mà trồng mai phôi, cây mới trồng thì mình cần nó ra rễ nhanh, thì mình phải dùng kịch rễ để cho nó, tại vì tác dụng nó nhanh, nó thấm nhanh, nên người ta cần để phục hồi. Trồng những cây mai phôi hoặc là cứu những cây mai si thì người ta dùng cái thuốc kịch rễ cho nó ra cho nhanh thôi. Còn khi cây mạnh có lá rồi thì chuyển qua dùng phân bón nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn nào mới xem, thấy video hữu ích thì đăng ký kênh của mình, bấm nút đăng ký nha các bạn. Kênh của mình chuyên quay các clip về cây mai vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.